Xin gửi đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình thế giới trong 24 giờ qua. Pháp viện trợ quân sự thêm 200 triệu euro cho Ukraine. Tổng tư lệnh Ukraine Zelensky mất ba trợ lý trong một tháng. Ở một diễn biến đáng chú ý, Nga dùng tên lửa bắn trúng tàu dân sự nước ngoài ở cảng Odessa, khiến nhiều người thương vong. Tổng thống Zelensky bất ngờ hé lộ kế hoạch phản công mới của quân đội Ukraine để đánh bại Nga. Cùng lúc đó, Ukraine bẻ gãy 54 cuộc phản công của Nga, tuyên bố đạt được thành công lớn ở Crimea. Xoài kêu, đừng nói dối nữa, chúng ta đang thua. Nhà tuyên truyền hàng đầu của Nga mất bình tĩnh vì thất bại khủng khiếp. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thì nghĩ rất vui khi được gặp lại quý khán thính giả của kênh HTD News. Quý vị thân mến, theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cho biết, chính phủ Pháp đã công bố phân bổ thêm 200 triệu euro cho quỹ hỗ trợ quân đội Ukraine. Quỹ này được sử dụng để tài trợ cho việc mua vũ khí. Ngày 7 tháng 11, ông Sebastian Lecano thông báo Pháp sẽ chuyển 200 triệu euro cho quỹ hỗ trợ Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nói rằng, Ủy ban đã bỏ phiếu cho việc sửa đổi. Điều này mở ra khả năng phân bổ thêm 200 triệu euro cho quỹ hỗ trợ Ukraine. Điều này sẽ cho phép chúng tôi bắt đầu thực hiện chiến lược mới trong việc mua sắm trang thiết bị mới cho quân đội Ukraine. Chúng ta đang nói về một quỹ đặc biệt được Pháp thành lập vào tháng 10 năm 2022 để tài trợ cho nhu cầu quân sự của Ukraine. Do đó, Ukraine có thể mua vũ khí trực tiếp từ các nhà sản xuất Pháp và hợp tác với cơ sở công nghiệp và quốc phòng Pháp bằng nguồn vốn của quỹ. Được biết, vào đầu năm nay, Ukraine đã đặt mua trạm radar phát hiện mục tiêu trên không Realmaster 200 từ công ty Thales của Pháp việc mua bán được tài trợ từ một quỹ hỗ trợ đặc biệt của Ukraine. Radar này có thể hoạt động độc lập và phối hợp với các hệ thống phòng không của phương Tây. Đặc biệt, radar này là một phần của hệ thống phòng không STAMT được không quân Ukraine sử dụng. Ngoài ra, kể từ đầu năm nay, Ukraine đã bắt đầu mua lô đạn pháo 155 ly từ nhà máy Ford de Tabes của Pháp vào ngày 13 tháng 6, nhà máy Forte Tabes đã nhận được đơn đặt hàng, cung cấp 60.000 vỏ dành cho đạn pháo 155 ly. Số lượng này sẽ được giao vào năm 2024. Tổng tư lệnh Ukraine Zelensky mất 3 trợ lý trong một tháng Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Igor Klimenko cho biết, Gennady Trastikov, Trợ lý của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine đã thiệt mạng do vụ nổ quả lựu đạn mà ông nhận được từ một đồng nghiệp của mình. Theo ông, thiếu tá Jatikov, 39 tuổi, đã trở về nhà với những món quà từ đồng nghiệp mà ông nhận được nhân dịp sinh nhật. Trong số đó có một hộp lựu đạn kiểu phương Tây và ông quyết định cho cậu con trai 13 tuổi xem lựu đạn. Thiếu niên cầm một quả lựu đạn trên tay và bắt đầu chơi với nó. Jatikov, sau đó đã lấy quả lựu đạn và có thể đã rút chốt gây ra vụ nổ chassi cup bị giết con trai ông phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch cảnh sát tìm thấy thêm 5 quả lựu đạn chưa nổ tương tự tại nơi xảy ra vụ tai nạn và chúng sẽ được gửi đi kiểm tra cảnh sát đã xác định được người tặng hộp đạn cho genady chassi cup Hóa ra đó là đồng đội của chassi cup trợ lý cấp cao của phó tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang ukraine alexander timchenko Tim senko thừa nhận rằng ý tưởng của ông là đặt một chai rượu whisky và sáu quả lựu đạn vào một chiếc hộp gỗ. Khi tặng quà cho Tim senko nói với Jesse Cup rằng ông chọn một món quà như vậy vì khó có thể làm Jesse Cup ngạc nhiên. Tim senko cũng thông báo với Jesse Cup rằng món quà có chứa đạn dược quân sự. Ba người chứng kiến khoảnh khắc đại tá tặng quà đã xác nhận lời nói của Tim senko rất có thể, Jackie Cup không tin đồng nghiệp của mình và cho rằng liệu đạn là những ly rượu Grisky được thiết kế theo hình dạng cụ thể. Cái chết của Jackie Cup có vẻ đáng ngờ. Cái chết của Jackie Cup là một đòn gián mạnh vào tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine. Bình luận về vụ việc, tướng Valery Zelensky cho biết Gennady Cup là bạn thân của ông. Tuy nhiên, nhiều người ở Ukraine thấy cái chết của Jackie Cup rất đáng ngờ. Một số người tin rằng Jackie Cup hoặc đã bị giết trong một cuộc tấn công khủng bố hoặc bị loại như một con tốt trong cuộc chiến giữa Volodymyr Zelensky và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Vào ngày 3 tháng 11, tư lệnh lực lượng tác chiến đặc biệt, Thiếu tướng Viktor Korenko đã bị cách chức. Điều ngạc nhiên là ông biết về việc từ chức của mình từ các bản tin. Ông nói thêm, tôi đã nói chuyện với Zelensky và ông ấy cũng không thể giải thích điều đó với tôi. Vào ngày 9 tháng 10, Tổng thống Zelensky thay thế chỉ huy lực lượng phòng vệ lãnh thổ của lực lượng vũ trang Ukraine Igor Tashyura. Ông Tashyura nhận nhiệm vụ chỉ huy đội quân này từ tháng 5 năm 2022. Cả các nhà lãnh đạo quân sự đều cho rằng tình hình ở mặt trận rất khó khăn đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Nga dùng tên lửa bắn trúng tàu dân sự nước ngoài ở cảng Odessa, khiến nhiều người thương vong. Vào ngày 8 tháng 11, quân đội của Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa về phía một trong các cảng của Odessa và bắn trúng một tàu nước ngoài. Điều này đã được cơ quan báo chí của lực lượng phòng vệ miền Nam Ukraine đưa tin. Quân đội Ukraine cho biết, tiếp tục khủng bố tàu dân sự, cái thù đã ngấm ngầm bắn tên lửa chống radar KH-31P về hướng một trong các cảng của Odessa từ máy bay chiến thuật ở Biển Đen. Cần lưu ý rằng, tên lửa đã bắn trúng cấu trúc thượng tầng của một tàu dân sự mang cờ Liberia, vào thời điểm tàu này tiến vào cảng, theo cơ quan báo chí, ba thành viên thủy thủ đoàn là công dân Philippines bị thương, một người phải nhập viện. Cơ quan báo chí nhấn mạnh, người lái tàu thiệt mạng, một công nhân cảng khác bị thương. Nga một lần nữa khẳng định vị thế quốc gia khủng bố ở quy mô quốc tế. Tổng thống Zelensky bất ngờ khái lộ kế hoạch phản công mới của quân đội Ukraine để đánh bại Nga. Tổng thống Vladimir Zelensky, tuyên bố Ukraine có chiến lược tiếp tục đẩy mạnh phản công đang bị đình trệ chống lại Nga và sẽ cố gắng giành chiến thắng trong thời gian ngắn. Tổng thống Ukraine Zelensky đưa ra nhận xét này vào ngày 8 tháng 11 khi ông xuất hiện tại hội nghị Rotterdam thông qua một liên kết video. Ông Zelensky nói rằng, chúng tôi có một kế hoạch, chúng tôi có những thành phố rất cụ thể, những hướng đi cụ thể. Tôi không thể chia sẻ tất cả các chi tiết, nhưng chúng tôi có một số bước tiến chậm ở phía Nam, chúng tôi cũng có những bước tiến ở phía đông. Mặc dù phần lớn tránh nêu tên chính xác bất kỳ địa điểm nào dự kiến sẽ diễn ra các hoạt động như vậy, nhưng ông Zelensky đã hứa hẹn một số bước đi tốt nhất định gần vùng Kherson mà không nói thêm chi tiết. Ông Zelensky cũng khẳng định lực lượng Ukraine có kế hoạch cho năm tới, nhưng sẽ cố gắng thể hiện kết quả trên chiến trường vào cuối năm 2023. Ông nói thêm, tôi chắc chắn chúng tôi sẽ thành công mặc dù thật khó khăn. Nhận xét của ông Zelensky trái ngược với đánh giá của vị tướng hàng đầu của ông Valery Saluzny, trong một cuộc phỏng vấn với The Economist xuất bản tuần trước. Vị chỉ huy quân sự hàng đầu tuyên bố cuộc chiến giữa Moscow và Kiev đã đi đến bế tắc kiểu thế chiến thứ nhất. Trong đó, Nga có cơ hội tốt hơn nhờ dân số đông hơn và nguồn tài nguyên dồi dào. Ông cảnh báo điều này có thể kéo dài trong nhiều năm và làm suy yếu đất nước, khó có thể đạt được sự đột phá sâu sắc và đẹp đẽ. Ông Zelensky trước đó đã thừa nhận tiến độ chậm chạp của cuộc phản công được báo trước từ lâu do Kiev phát động vào đầu tháng 6, trong khi một số người mong đợi thành công nhanh chóng. Nỗ lực này lại gặp phải những khó khăn nhất định. Ông Zelensky thừa nhận, tuy nhiên, ông phần nào đổ lỗi cho sự thiếu tiến bộ đối với những người ủng hộ phương Tây của Kiev, nói rằng nước này nhận được ít vũ khí từ nước ngoài hơn mong đợi ban đầu. Cuộc phản công thất bại đã mang lại một số lãnh thổ hạn chế cho quân đội của Ukraine, khiến quân đội Ukraine chịu tổn thất nặng nề về nhân lực và vật chất. Theo ước tính của Nga, Kiev đã mất hơn 90.000 binh sĩ trong cuộc tấn công và hàng trăm khí tài quân sự, bao gồm các loại phương tiện do phương Tây cung cấp bị hư hỏng và phá hủy. Ukraine bẻ gãy 54 cuộc phản công của Nga, tuyên bố đạt được thành công lớn ở Crimea. Theo hãng thông tấn Uniform, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ông Oleksiy Danilov cho biết hiện tại, Ukraine đang đạt được những thành công lớn ở hướng bán đảo Crimea và đã thu được lợi lớn khi tiêu hao năng lực quân sự của Nga ở khu vực này, bao gồm việc tấn công vào hạm đội biển đen. Ông Danilov cũng tin tưởng rằng sẽ có thêm tin tốt về việc tiêu diệt nhân lực và phá hủy trang thiết bị quân sự của Nga ở Crimea. Phát ngôn này được đưa ra sau khi người phát ngôn hải quân Ukraine Dmitry Blitentrop vào ngày 6 tháng 11 cho biết tàu tuần dương Esco đã được trang bị tên lửa hành trình của Nga bị hư hại nặng khi Ukraine tấn công vào xưởng đóng thầu Zali ở Crimea vào ngày 4 tháng 11. Ukraine chặn 54 cuộc tấn công của Nga Theo Ukraine Firm cho biết, trong bản tin cập nhật chiến sự ngày 8 tháng 11, Bộ tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đã ngăn chặn 54 cuộc tấn công của Nga ở các hướng thành phố Kobyan, tỉnh Kharkiv, thành phố Bakhmut, Avdiivka và Marinka đều ở tỉnh Donetsk. Bộ tổng tham mưu Ukraine cho biết hoạt động phản công của lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục theo hướng thành phố Melitopol, Zaporizhia và thành phố Bakhmut, đồng thời thừa nhận tình hình ở chiến trường phía Nam và phía Đông Ukraine vẫn còn khó khăn. Trong ngày 8 tháng 11, lực lượng không quân Ukraine đã mở 6 cuộc tấn công vào các điểm tập trung nhân lực và trang thiết bị Nga và ba cuộc tấn công vào các hệ thống phòng không của đối phương. Lực lượng tên lửa Ukraine đã tấn công 8 hệ thống pháo, 2 kho đạn, 3 hệ thống phòng không, 1 radar, 3 hệ thống tác chiến điện tử và các mục tiêu quan trọng khác. Sogu đừng nói dối nữa, chúng ta đang thua. Nhà tuyên truyền hàng đầu của Nga mất bình tĩnh vì thất bại khủng khiếp Nhà tuyên truyền của Điện Kremlin Yuri Bodolyaka, cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu là khèn nhắc, dối trá và phá hoại. Đài loạt đọc UA đưa tin, một cuộc tấn công có độ chính xác cao của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vào tên lửa Ascon của lực lượng vũ trang Nga ở vùng bị chiếm đóng đã gây ra sự côn loạn trong nhà tuyên truyền nổi tiếng của Điện Kremlin Yuri Bodolyaka. Ông nói rất táo bạo với giới lãnh đạo quân sự hàng đầu của Liên bang Nga ám chỉ rằng họ đang lừa dối tổng thống nga vladimir putin về tình hình thực tế ở mặt trận bololienka phẫn nộ khi lực lượng vũ trang nga cố gắng nói dối về tình trạng thật sự của tàu ascon sau cuộc tấn công của lực lượng vũ trang ukraine sự hèn nhát bệnh hoạn khi nói ra sự thật từ phía bộ quốc phòng của chúng tôi khiến cá nhân tôi ngạc nhiên bạn mong đợi điều gì rằng bạn có thể sửa chữa ascon trong hai ngày chà điều đó thật nhảm nhí vô nghĩa dù sao đi nữa đây thực sự về việc phá hủy con tàu sẽ được đưa ra ánh sáng họ bộ chỉ huy quân sự đơn giản là không phù hợp với tính chuyên nghiệp nếu không muốn nói là hân thấy đây đã là sự phá hoại rồi nhà tuyên truyền hàng đầu của nga phẫn nộ ông bảo đảm rằng sự dối trá của bộ chỉ huy đã gây ra sự bất bình trong quân đội nga can nói rằng tất cả các chiến sĩ ở mặt trận đều chỉ biết là hét đừng nói dối nữa đừng nói rằng mọi thứ ở đây đều tuyệt vời Lời nói dối hoàn toàn này đặt ra vấn đề cho toàn bộ quân đội, toàn bộ xã hội, toàn bộ đất nước. Ông cũng tin rằng, Nga đang thua trong cuộc chiến với Ukraine, chính xác là do Điện Kremlin đưa ra các quyết định về chiến dịch đặc biệt dựa trên những thông tin sai lệch ban đầu. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.